Chiều ngày 25 tháng 8, môn điền kinh đã giành huy chương vàng thứ 39 cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ. Tham gia nội dung này có 5 đội là Philippines, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam với sự góp mặt của Lê Tú Chinh chiếm ưu thế khi vượt lên ngay từ những mét đua đầu tiên. Lê Tú Chinh chính là người chạy cuối cùng và cô đã khép lại màn trình diễn xuất sắc của mình cùng các đồng đội khi về đích đầu tiên với thành tích 43 giây 88, phá kỷ lục SEA Games cũ là 44 giây. Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của Lê Tú Chinh ở SEA Games 29 sau cú đúp huy chương ở hai nội dung 100m và 200m nữ.